bữa tối trên không với view 360 độ với buffet hải sản. Các bạn đã thử chưa? Nếu như mà chưa thì follow luôn nha. Và đây là nhà hàng Vigor Dining Club Sài Gòn, nằm trên tầng 27 của tòa nhà AB Tower, địa chỉ là 76A đường Lê Lai, quận 1. Buffet tối tại nhà hàng chỉ diễn ra duy nhất vào thứ sáu hàng tuần từ 19 giờ cho đến 22 giờ, và đặc biệt là các bạn phải book bàn trước thì mới có chỗ ngồi nha. Steak ở nhà hàng khá là ngon, thịt ướp vừa vị và kỹ thuật chế biến thịt bò rất là chuẩn, hải sản tươi ngon, ổn áp lắm. Bày trí thì rất là bắt mắt, lu mê nhất là hàu ở đây. Một điểm cộng cho nhà hàng nữa đó là sự tinh tế, bởi vì hải sản sẽ được lột và tách sẵn từng miếng thịt luôn, cho nên là không cần phải giơ tay luôn á. Giá vé buffet ở đây sẽ là 888.000 cộng. Với mức giá này thì chỉ có đồ ăn thôi. Nếu như mà các bạn muốn uống rượu vang thì sẽ là 1.188.000 cộng. Còn nếu như mà uống champagne thì là 1.588.000 cộng nha. Những mức giá trên chưa bao gồm VAT, và đến đây thì 100% phải book bàn trước nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video.